ngày 25 tháng 5, trường mầm non Hoa Hồng tổ chức liên hoan bé khỏe ngoan năm học 2021-2022, chia tay các bé 5 tuổi và Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tới dự có lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận. 200 cháu lớp nhà trẻ và mẫu giáo đã tham gia liên hoan với những chương trình hấp dẫn, tạo không khí vui tươi rộn ràng. Trên nền nhạc sôi động của các bài hát thiếu nhi, các bé đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc và được chơi với trò chơi thú vị. Liên hoan bé khỏe ngoan là sân chơi bổ ích giúp trẻ phát triển một cách toàn diện đồng thời cũng là dịp để đánh giá kết quả chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường cho năm học 2021-2022. Dịp này, trường mầm non Hoa Hồng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi cho các bé, đồng thời tổ chức tiệc buffet liên hoan cho trẻ nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6.